khán thính giả. Hôm nay Sài Gòn 14 tháng 12, 2012, tại khu vực quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, vào lúc 12 giờ trưa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Theo thông tin người dân cho biết, thì nơi xảy ra hỏa hoạn là một nhà kho của tư nhân thuê để chứa những lớp vỏ xe cũ dùng để tái chế, diện tích kho khoảng 100m². Xung quanh nhà kho có rất nhiều nhà dân đang sinh sống. Cơn hỏa hoạn dường như đã thiêu trụi toàn bộ nhà kho và đang lan dần sang các nhà cạnh bên. Khoảng 45 phút sau, đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy công an quận 12 đã đến nơi, gồm 3 xe cứu hỏa. Đám cháy đang cháy rất nhanh và dữ dội. Vì là đường quốc lộ nên làn phân cách giữa hai chiều rất là cao và đoạn ngã rẽ giữa hai chiều thì rất là xa. Ngay trong giờ cao điểm nên xe container chạy thì rất là đông, đã gây ùn tắc giao thông. Đây cũng là điều rất khó khăn cho đội phòng cháy chữa cháy đến nơi sớm. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc trong các bản tin sau. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi bản tin của TTSGI. Biên tập viên Nguyễn Sơn từ Washington DC. Thân ái chào tạm biệt.